Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Khánh Hòa, ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi sau Tết, chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Oanh từ số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Hàng nghìn người dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tham gia Tết trồng cây nhớ Bác, chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Bắc Giang, người dân nô nức tham dự lễ hội Sương Giang, chia sẻ của khán giả Hà Quang Hùng từ số điện thoại 0163 3 số cuối 345. Hasli, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Nùng ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ của khán giả Hoàng Hồng Vân, sinh viên K30A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cây thị nghìn năm tuổi ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, chia sẻ của khán giả Thiên Minh từ số điện thoại 0946 3 số cuối 345. Tết về thành phố biển Hạ Long, Quảng Ninh thưởng thức món chả mực dạ tay, chia sẻ của khán giả Vũ Khánh Ngọc từ số điện thoại 0188 3 số cuối 842. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, liên tục từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ, trong tiếng trống rộn vang cùng tiếng reo hò, hàng nghìn người dân tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tham gia lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm, mang theo lời nguyện ước năm mới gặt hái nhiều chuyến biển bội thu. Đó là chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Oanh từ số điện thoại 0916 3 số cuối 865. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết, 28 chiếc ghe lưới càng tại thành phố Cam Ranh có công suất từ 45 CV đến 90 CV đã ra khơi đánh bắt đầu năm. Đây là những ghe có công suất nhỏ nên chủ yếu đánh bắt gần bờ. Sau 2-3 ngày bám biển, hàng chục tàu đánh bắt hải sản của ngư dân đã cập cảng với khoang tàu đầy cá. Những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ thật nhộn nhịp, hàng trăm người hối hả bốc giữa hải sản từ khoang tàu lên bờ bán cho các thương lái. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Oanh, thì năm nay thời tiết những ngày đầu năm ấm áp nên bà con ngư dân ra khơi từ ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ. Sau 2 đến 3 ngày đánh bắt hải sản, đến ngày mùng 5, mùng 6 về cảng, 28 chiếc ghe lưới cập bờ mang theo 60 tấn hải sản các loại. Trong đó chủ yếu là cá ngừ tròn, cá thu và cá cơm. Theo bà con ngư dân, với thời tiết thuận lợi và sản lượng thu hoạch đầu năm như hiện nay sẽ hứa hẹn một mùa biển 2014 thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy ghe. Được biết, sau chuyến ra khơi đầu năm Giáp Ngọ thu được khá nhiều lộc của biển, bà con ngư dân đang chuẩn bị nguyên liệu, nhu yếu phẩm để đến mùng 8 và mùng 10 tháng Giêng này tiếp tục ra khơi, bám biển, đánh bắt hải sản. Thưa quý vị, vào sáng ngày mùng 5 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Ngọ năm 2014. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người là thầy trò nhà trường cùng đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Một số hình ảnh về buổi lễ đặc biệt này đã được khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687 ghi lại và gửi về chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân mới, vào sáng ngày mùng 5 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Ngọ năm 2014 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Bích Châu. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ công nhân viên chức
các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Bích Châu đã trồng gần 1.500 cây xanh các loại xung quanh khuôn viên nhà trường nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Theo dự kiến, trong dịp Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ năm nay, huyện Kỳ Anh sẽ trồng khoảng 10.000 cây xanh các loại. Hành động này không chỉ có ý nghĩa thiết thực giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp để mỗi cán bộ công chức, viên chức tích cực đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng thời hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, hưởng ứng tích cực phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần xây dựng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày càng xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị, vào sáng ngày 5 tháng 2, tức mùng 6 Tết Giáp Ngọ, tại thành phố Sương Giang năm xưa, nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 587 năm chiến thắng Sương Giang lịch sử và khai hội Sương Giang. Sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương cũng như một số người dân ở các tỉnh lân cận tham dự. Một số hình ảnh về lễ hội đặc biệt này đã được khán giả Hà Quang Hùng từ số điện thoại 0163 3 số cuối 345 chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Lễ hội Sương Giang được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân, từ mùng 6 đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội kỷ niệm chiến thắng Chi Lăng Sương Giang năm 1427, là chiến thắng quan trọng góp phần giành lại độc lập dân tộc vào thế kỷ 15, được sử sách coi là một trong những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Là một lễ hội phản ánh lịch sử hào hùng chống xâm lăng của dân tộc. Ngay từ sáng sớm ngày 6 tháng Giêng âm lịch, các đoàn người từ các phường xã, giương cờ, gióng trống, xe kiệu với quần áo rực rỡ, tề chỉnh từ các ngã đường lần lượt tiến về trung tâm khai hội. Không khí cờ hoa, biểu ngữ, các đoàn quân hành tiến trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng nhạc vang lừng làm cho cả thành phố Bắc Giang khí thế hẳn lên. Trong lễ hội năm nay, cùng với phần lễ, phần hội được tổ chức với nhiều trò chơi hấp dẫn như đu quay, kéo co, cờ tướng và biểu diễn văn nghệ quần chúng. Tại lễ hội này, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban ngành hữu quan tỉnh Bắc Giang đã trồng cây lưu niệm tại nơi dâng hương kỷ niệm chiến thắng Sương Giang. Qua tìm hiểu, khán giả Hà Quang Hùng được biết, cách đây gần 6 thế kỷ, bị quân ta vây dồn chiến lược, giặc Minh lâm vào tình cảnh lương thực thiếu thốn, quân sĩ đói mệt, bệnh tật, tinh thần bạc nhược. Đúng ngày 3 tháng 11 năm 1427, quân ta nhất loạt tấn công địch, bắt đô đốc Thôi Tụ quỳ gối chịu tội. Thượng thư Hoàng Phúc chói tay nộp mình, 300 tướng địch và hơn 1 vạn quân bị bắt sống, hơn 5 vạn quân Minh bị giết tại trận. Như vậy, sau 27 ngày đêm, quân dân ta đã tiêu diệt 10 vạn viện binh của Liễu Thăng và đánh tan tác 5 vạn viện binh của Mộc Thạnh. Sau chiến thắng Sương Giang ngày 16 tháng 12 năm 1427, Vương Thông và đạo quân ở Đông Quan xin giảng hòa đầu hàng. Cuối tháng 12 năm 1427, giặc Minh đã phải trao trả toàn bộ các thành còn lại và rút quân về nước. Từ đây, đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, mở ra một thời kỳ mới của các triều đại vua phong kiến có công xây dựng quốc thái dân an. Khán giả Hòa Công Hùng cũng cho biết thêm, lễ hội Sương Giang được mở ra ở đất Bắc Giang bắt đầu vào năm 1998 và được duy trì liên tục từ đó cho đến nay. Sau phần rước kiệu từ đình Làng Kế, Làng Thành, Làng Vẽ về khu vực thành Sương Giang, lễ dâng hương được tổ chức long trọng ở trung tâm khai hội, bao gồm các lễ chào cờ, đọc diễn văn, đọc đại cáo bình ngô, lễ múa ra quân. Sau phần lễ là phần hội với các chương trình ca múa nhạc dân gian, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian như là bóng đá, kéo co, vật dân tộc, cờ tướng, ném bóng, trọi chim, bịt mắt bắt dê. Lễ hội Sương Giang đã góp phần phản ánh lịch sử hào hùng chấm sơn lâm của dân tộc thông qua các hình tượng văn hóa ngay trên mảnh đất Sương Giang lịch sử. Thưa quý vị, không nổi tiếng như chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang hay là chợ tình Sapa của Lào Cai, nhưng chợ tình Lý Nhân lại mang trong mình những nét văn hóa hết sức đặc trưng của cộng đồng dân tộc Nùng của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và các địa phương lân cận.
Sau đây mời quý vị cùng đến với clip chia sẻ của khán giả Hoàng Hồng Vân, là sinh viên K30 A1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để cùng tìm hiểu về phiên chợ tình độc đáo này, cũng như là câu hát Sli gọi tình nơi đây. Vào mùng 6 tháng riêng hàng năm, đồng bào dân tộc Nùng lại cùng nhau tụ họp tại chợ tình ở xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Hải Dương. Đây là nơi điệu Sli, điệu lượn được cất lên bởi các chàng trai cô gái giao duyên. Đây cũng là cách bày tỏ tấm lòng tình cảm mà đôi trai gái thể hiện thông qua giai điệu lời ca. Điều đặc biệt của chợ tình này là ngoài những người chưa có gia đình tới hát để tìm bạn, thì còn có những người đã có hạnh phúc riêng đến mong gặp lại người trong mộng cũ mà xưa kia duyên không thành. Do nhiều lý do, cho nên trong nhiều năm trước đây, phiên chợ này không còn có người tới hát Sli, hát lượn. Nhưng 2 năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tới hát Sli, hát lượn nhằm bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc. Trong phiên chợ tình năm nay, không chỉ có bà con dân tộc Nùng tại xã Nhân Lý, mà các xã lân cận cũng như các huyện khác có câu lạc bộ hát Sli cũng đến góp vui. Bên cạnh đó, hoạt động vui gồm các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co cũng thu hút nhiều người đến tham dự. Theo chia sẻ của khán giả Hoàng Hồng Vân, thì cùng với nhiều địa phương khác, người Nùng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chiếm khoảng gần 30%. Thời kỳ từ năm 1980 về trước, tại các phiên chợ từng có đôi thanh niên nam nữ, người Nùng tâm tình qua những làn điệu Sli. Những lời hẹn ước giao duyên bên dòng suối ven rừng hay là trên con đường ven đồi về bản. Cứ thế, bên nam hát, bên nữ đáp lại. Sau buổi hát ở chợ phiên, ngày hội, từng đôi nép vào bóng cây, ngồi bên dòng suối mát trong để tâm tình cho đến khi mặt trời xuống núi mới chia tay trong núi tiếc ngẩn ngơ. Câu Sli chính là tiếng lòng của tuổi trẻ dân tộc Nùng, là làn điệu dân ca giao duyên, là một bộ phận trong kho tàng dân ca phong phú của người Nùng. Những câu hát giao duyên rất tình tứ và xuất phát từ nhu cầu giao lưu tình cảm, nhu cầu giải bày, đặc biệt là với tuổi trẻ. Khán giả Hoàng Hồng Vân cũng cho biết thêm, tuy nhiên một thực tế cho thấy là lớp thanh niên trẻ dân tộc Nùng giờ đây đã không mặn mà lắm với kho tàng nghệ thuật hát Sli mà cha ông để lại. Hát Sli lượn đã dần bị mai một và gần như là mất hẳn do nhiều yếu tố tác động. Nhằm bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thời gian qua trên địa bàn huyện Chi Lăng, nhiều câu lạc bộ hát then Sli được thành lập đã thu hút khá đông hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Hồng Vân, thì khôi phục bảo tồn dân ca hát Sli, hát lượn của các dân tộc Tày, Nùng, Lạng Sơn nói chung và huyện Chi Lăng nói riêng cũng là góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Không những vậy, nó còn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Để làm được điều đó, chị Vân cho rằng cần phải có sự chung sức, chung lòng của những người có tâm huyết, đặc biệt là sự quan tâm, đam mê, nhiệt huyết của giới trẻ. Đây là nhân tố quan trọng để duy trì và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Thưa quý vị, tại xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có một cây thị cổ đã gần ngàn năm tuổi. Đây là cây thị cổ gắn với lịch sử chống giặc Minh xâm lược của Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện. Đến nay, cây thị vẫn còn giữ được nét cổ kính và những chuyện ly kỳ quanh gốc thị như một giai thoại. Sau đây mời quý vị cùng đến với clip chia sẻ của khán giả Thiên Minh từ số điện thoại 0946 3 số cuối 345 để cùng tìm hiểu về cây thị nghìn năm tuổi này. Cây thị này gắn liền với lịch sử chống giặc Minh xâm lược của Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện vào thế kỷ 15, tọa lạc trong khu vườn gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gần ngàn năm nay. Cây cao khoảng 40m, tán rộng khoảng 30m, đường kính cây khoảng 5-6 người ôm, phía trong cây rỗng có thể ngồi được vài người. Mặc dù cây thị sống gần ngàn năm tuổi, nhưng hàng năm vẫn già hòa kết trái.
Điều đặc biệt là cây thị này cho ra 3 loại quả với hình dáng khác nhau là tròn, dài và dẹt với kích cỡ khác nhau, ăn rất ngon và có hương vị thơm ngọt. Qua tìm hiểu, khán giả Thiên Minh được biết về lịch sử của cây thị nghìn tuổi này. Vào những năm 1425, khi Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn tại Thanh Hóa gặp khó khăn nên kéo quân vào vùng đất Đỗ Gia, tức là Hương Sơn Hà Tĩnh ngày nay, để lập căn cứ chống giặc Minh. Tại đây, Lê Lợi đã gặp nghĩa quân Cốc Sơn của Nguyễn Tuấn Thiện. Cả hai người lần đầu tiên gặp nhau đã có chung chí hướng, đồng sức đồng lòng tiêu diệt giặc Minh xâm lược, nên Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện đã cùng giết ngựa trắng, uống máu, cắt tóc ăn thề ngay dưới gốc cây thị cổ. Vào thời điểm đó, Lê Lợi bị giặc Minh truy đuổi giáo giết, đã chui vào ẩn nấp trong gốc cây thị. Khi giặc Minh đuổi đến thì trời đã tối nên liền cho chó săn súng quanh cây thị để lục soát. Trong lúc tính mạng của nhà vua đang nguy nan thì có một con cáo trắng từ trên cây thị nhảy xuống bỏ chạy. Đàn chó săn và binh lính lập tức đuổi theo, nhờ thế mà Lê Lợi mới thoát chết. Từ đó, Nguyễn Tuấn Thiện được Lê Lợi tin tưởng giao cho một cánh quân thiện chiến. Trong những trận đánh lớn, đội quân của Nguyễn Tuấn Thiện luôn đóng vai trò xung kích. Thừa thắng xông lên, Lê Lợi và mạnh tướng của mình kéo quân bình định một vùng từ Thanh Hóa vào Thừa Thiên Huế, mở rộng căn cứ, xây dựng lực lượng. Để tưởng nhớ sự tích lịch sử trên, ngày 15 tháng 7 năm Tân Tỵ 2001, con cháu dòng họ Nguyễn Tuấn và nhân dân đã đóng góp xây dựng một miếu thờ nhỏ ngay dưới gốc cây thị cổ này, rồi khắc lên tấm bia dòng chữ: Gốc thị sử tích mùa thu Ất Tỵ 1425, Lê Lợi Nguyễn Tuấn Thiện tuyên thề: Thệ phát sơ thù minh hạ, quyết tâm bất dịch chợ hòa đào. Khán giả Thiên Minh cũng cho biết thêm, cũng từ gốc thị này, người dân nơi đây đã truyền tai nhau những câu chuyện ly kỳ, huyền bí. Những chuyện lạ lùng, hư hư, thực thực khiến cây càng mang nặng tính tâm linh. Người dân một lòng sùng bái, muốn làm việc lớn nào cũng thắp hương xin phép cây. Những câu chuyện về thị đa phần mang tính hoang đường, nặng về yếu tố tâm linh. Song có một điều dễ thấy là nhờ cây thị cổ nghìn tuổi này, người dân nơi đây đã giữ mình sống nhân cách, đạo đức hơn. Người dân mong ước cây thị bảo bối của họ sẽ được nhà nước công nhận đây là cây di sản, được xếp hạng di tích quốc gia, được bảo tồn, gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, chả mực vốn là đặc sản nổi tiếng ở Hạ Long, Quảng Ninh, nhưng chả mực giã tay lại là món ăn mà không phải ai cũng biết khi tới mảnh đất kỳ quan thiên nhiên thế giới này. Trong một lần đến Hạ Long du lịch vào dịp đầu xuân, khán giả Vũ Khánh Ngọc từ số điện thoại 0188 3 số cuối 842 đã có dịp thưởng thức và tìm hiểu về món ăn đặc biệt này. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh mà khán giả Khánh Ngọc đã chia sẻ cùng chương trình. Hầu hết những nhà hàng ở thành phố Hạ Long đều bán loại chả mực xay bằng máy, nên loại chả mực giã tay của gia đình ông Nguyễn Văn Thu ở số 1 Vườn Đào, phường Bãi Cháy trở thành hàng hiếm. Hiện nay, chỉ có duy nhất nhà ông Thu làm chả mực thủ công như thế. Để làm chả mực, người thợ thường chọn loại mực mai có mình dày, màu trắng như bông, giá trị dinh dưỡng cao. Mật ong, bột rong là những gia vị không thể thiếu khi làm chả mực. Gia vị và chả mực trộn đều trở thành một hỗn hợp đa màu sắc, chỉ nhìn cũng đủ thấy hấp dẫn. Sau khoảng 30 đến 45 phút giã, chả mực trở nên nhuyễn, mịn. Trước khi cho vào rán, chả phải được nặn kỹ. Dầu rán chả mực phải là dầu thực vật tinh luyện để có những chiếc chả vàng ươm, bắt mắt. Chả mực giòn bên ngoài, dẻo bên trong, trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Qua tìm hiểu, khán giả Khánh Ngọc được biết hiện tại thành phố Hạ Long chỉ có duy nhất cơ sở làm chả mực của gia đình ông Nguyễn Văn Thu còn làm thủ công. Ngày nào ông cũng bê cối đá và chiếc chày gỗ nghiến ra trước cửa nhà giã mực làm chả. Loại mực ông dùng để giã là loại mực mai được mua trực tiếp từ các tàu cá của ngư dân vùng Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Mực mai có mình dày, màu trắng như bông, giá trị dinh dưỡng cao. Sau khi rửa sạch, bóc phần màng bám, ông Thu cắt lấy phần thân cho vào khăn vải khô, bọc cho thấm hết nước. Chày vào cối rửa sạch, lau khô trước khi cho mực vào giã. Đặt từng miếng mực vào cối, ông Thu bắt đầu những nhát chày trời giáng. Giã liên tục, miếng mực bị biến dạng và dần trở thành một thứ bột dẻo nhuyễn. Muối, mật ong, mì chính, hạt tiêu, dầu điều, lòng đỏ trứng gà, bột rong, hành, tỏi, nước mắm, thì là ớt, thịt xay nhuyễn là những gia vị không thể thiếu khi mà làm món chả mực.
Ông thu nêm từng thứ gia vị vào với mực và lại giã tiếp cho tới khi trong cối đá là một hỗn hợp đủ màu sắc dẻo mịn như bột gạo nếp thì mới thôi. Được biết, mỗi lần ông thu thường giã khoảng 3 cân mực, mất 30-45 phút mới xong. Mực xay bằng máy một lúc là được cả chục cân, nhưng ăn sẽ không dẻo và ngon như mực giã bằng tay, nên gia đình ông quyết làm kỳ công như thế này. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Khánh Ngọc cho biết, dù nhiều người kiêng kỵ không ăn chả mực vào đầu năm mới, nhưng nhiều người Hạ Long lại lựa chọn món ăn này như một món khoái khẩu và để đãi khách từ nơi xa đến. Thưởng thức những chiếc chả mực giã tay vàng ươm, có vị bùi ngậy trong cái lạnh của cơn mưa xuân lất phất là một cái thú không chỉ của riêng người dân địa phương. Miếng chả mực giã tay giòn bên ngoài, dẻo bên trong đã góp phần làm nên phong vị cho mảnh đất di sản thiên nhiên độc đáo này. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Liên tục từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ, trong tiếng trống rộn vang cùng tiếng giao hò, hàng nghìn người dân tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tham gia lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm, mang theo lời nguyện ước năm mới, gặt hái nhiều chuyến biển bội thu. Sau 2 đến 3 ngày đánh bắt hải sản, 28 chiếc ghe lưới cập bờ, mang theo 60 tấn hải sản các loại. Theo bà con ngư dân, với thời tiết thuận lợi và sản lượng thu hoạch đầu năm như hiện nay, sẽ hứa hẹn một mùa biển 2014, thuận buồm, xuôi gió, cá tôm đẩy ghe. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Oanh từ số điện thoại 0916, 3 số cuối là 865. Vào sáng ngày 5 tháng 2, tức ngày 6 Tết, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Ngọ 2014. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa thiết thực giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tích cực đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, hưởng ứng tích cực phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần xây dựng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày càng xanh sạch đẹp. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Vào sáng ngày 5 tháng 2, tức ngày 6 Tết Giáp Ngọ, tại thành Dương Giang năm xưa, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 587 năm chiến thắng Dương Giang lịch sử và khai hội Dương Giang. Lễ hội Dương Giang được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới, thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn của nhân dân Bắc Giang đối với các bậc hiền tài, nghĩa sĩ và người dân Dương Giang, Bắc Giang từng chiến đấu anh dũng, hy sinh trên mảnh đất có bề dày lịch sử. Chia sẻ của khán giả Hà Quang Hùng từ số điện thoại 0163, 3 số cuối là 345. Không nổi tiếng như chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang hay chợ tình Sapa của Lào Cai, nhưng chợ tình ở xã Lý Nhân lại mang trong mình những nét văn hóa hết sức đặc trưng của cộng đồng dân tộc Nùng của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và các địa phương lân cận. Đây là nơi điệu Sli được cất lên bởi các chàng trai cô gái giao duyên. Điều đặc biệt của chợ tình này là ngoài những người chưa có gia đình tới hát để tìm bạn thì còn có những người đã có hạnh phúc riêng đến mong gặp lại người trong mộng cũ mà xưa kia duyên không thành. Chia sẻ của khán giả Hoàng Hồng Vân, sinh viên K30A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có một cây thị cổ đã gần ngàn năm tuổi. Đây là cây thị cổ gắn với lịch sử chống giặc Minh xâm lược của Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện. Những câu chuyện về thị đa phần mang tính hoang đường, nặng về yếu tố tâm linh. Song có một điều dễ thấy là nhờ cây thị cổ nghìn tuổi này, người dân nơi đây đã giữ mình sống nhân cách, đạo đức hơn. Chia sẻ của khán giả Thiên Minh từ số điện thoại 0946, 3 số cuối là 345. Chả mực vốn là đặc sản nổi tiếng ở Hạ Long, Quảng Ninh, nhưng chả mực giã tay lại là món ăn mà không phải ai cũng biết khi tới mảnh đất kỳ quan thiên nhiên thế giới này. Dù nhiều người kiêng kỵ không ăn chả mực vào đầu năm mới, nhưng nhiều người Hạ Long lại lựa chọn món ăn này như một món khoái khẩu để đãi khách từ nơi xa đến.
Miếng trà mực giã tay giòn bên ngoài, dẻo bên trong đã góp phần làm nên phong vị cho mảnh đất này. Chia sẻ của khán giả Vũ Khánh Ngọc từ số điện thoại 0188, 3 số cuối là 842. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.